Chào mừng mọi người đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Nga tuyên bố tấn công trung tâm chỉ huy quân đội Ukraine. Quân đội Nga thông báo phóng tên lửa dẫn đường nhằm vào một trong những đầu não ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Nga hôm 16 tháng 6 tiến hành đòn tấn công hiệp đồng bằng vũ khí dẫn đường tầm xa phóng từ tàu chiến và máy bay nhằm vào một trong các trung tâm đầu não ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraine. Mục đích của đòn tấn công đã hoàn thành, các mục tiêu đều bị đánh trúng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, tướng Konashenkov không tiết lộ địa điểm cụ thể của mục tiêu, cũng như chủng loại vũ khí được sử dụng. Hình ảnh do truyền hình quốc phòng Nga công bố cho thấy tàu chiến phóng một tên lửa hành trình tầm xa Kalib cũng như khoảnh khắc quả đạn tách tầng đẩy sơ tốc. Không quân Ukraine trước đó tuyên bố bắn hạ 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhan, 6 tên lửa hành trình Kalib và 2 máy bay không người lái được Nga sử dụng trong đòn tập kích Kiev ngày 16 tháng 6. Cơ quan khẩn cấp Ukraine nói rằng các mảnh vỡ tên lửa Nga rơi xuống sau khi bị phòng không đánh chặn đã khiến 3 nhà dân bị phá hủy và 13 tòa nhà bị hư hại. Không ghi nhận thương vong trong thủ đô Kiev, nhưng cuộc tấn công khiến 6 người ở các vùng thuộc tỉnh Kiev bị thương. Cuộc tập kích diễn ra trong lúc lãnh đạo châu Phi tới Kiev để bàn về giải pháp hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gọi đây là cuộc tập kích tên lửa lớn nhất của Nga nhằm vào Kiev trong nhiều tuần. Quân đội Nga cuối tháng trước cũng thông báo tập kích lọt trung tâm ra quyết định của Ukraine, nhấn mạnh những địa điểm này là nơi lập kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ Nga dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia tình báo phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 31 tháng 5 nói rằng một trong những mục tiêu bị tấn công là tổng hành dinh của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine. Chúng tôi từng đề cập khả năng tấn công các trung tâm ra quyết định. Tòa nhà trụ sở tình báo quân đội Ukraine nằm trong diện này và đã bị đánh trúng, ông nói. Tin tiếp theo, ông Biden từ chối cấp đặc quyền để Ukraine Nga gặp NATO. Ông Biden nói rằng Ukraine phải đáp ứng tiêu chuẩn của NATO trước khi được kết nạp và Mỹ sẽ không đơn giản hóa quá trình này. Không, họ phải đáp ứng tiêu chuẩn như các nước thành viên NATO và tôi sẽ không giúp quá trình đó trở nên dễ dàng hơn. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên hôm 17 tháng 6 sau khi được hỏi về khả năng nới lỏng quy định để giúp Ukraine dễ dàng gia nhập NATO hơn. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Washington đã làm rất nhiều để đảm bảo Kiev cải thiện năng lực quân sự. Họ đã làm mọi thứ để cho thấy khả năng tác chiến, nhưng vẫn còn hàng loạt vấn đề như liệu bộ máy quản lý của họ có đảm bảo an toàn và loại bỏ được tình trạng tham nhũng hay không, ông nói thêm. Ông chủ Nhà Trắng bày tỏ tin tưởng rằng Ukraine có thể gia nhập NATO trong tương lai, nhưng không đề cập tới thời gian. Tôi nghĩ họ có khả năng và sẽ làm được, nhưng đây không phải quy trình tự động, Tổng thống Biden cho hay. Lộ trình gia nhập NATO của Ukraine đang vấp phải nhiều rào cản. Một trong những chứng ngoại nhập lớn nhất là kế hoạch hoạt động thành viên, trong đó yêu cầu quốc gia ứng viên phải cải tổ toàn diện về quân sự và nền dân chủ trước khi NATO xem xét đơn gia nhập của họ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15 tháng 6 nói rằng thất bại của nước này trong xung đột hiện nay sẽ buộc Mỹ lựa chọn giữa sự sụp đổ của NATO và tham chiến chống lại Nga. Kiev đưa mục tiêu gia nhập NATO vào hiến pháp từ năm 2019, bất chấp những cảnh báo của Nga rằng khả năng liên minh triển khai lực lượng vũ khí ở biên giới sẽ tạo thành mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố rằng ngăn Ukraine gia nhập NATO là một trong những mục tiêu chính của Nga. Moscow coi đà hướng đông của NATO là một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, buộc Nga phải phát động chiến dịch ở Ukraine. Tổng thống Zelensky ngày 30 tháng 9 năm 2022 ký đơn xin gia nhập NATO, yêu cầu liên minh nhanh chóng kết nạp Ukraine sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cuối tháng 5 nhắc lại các điều kiện chấm dứt xung đột, một trong số đó là Ukraine phải trở lại tình trạng trung lập, không liên kết và từ chối gia nhập NATO, Liên minh châu EU. Ukraine đã bỏ những yêu cầu này. Bản tin kế tiếp,
Ông Putin lần đầu công bố dự thảo hòa bình bất thành với Ukraine. Ông Putin hé lộ dự thảo hòa bình Nga và Ukraine xây dựng hồi tháng 3 năm 2022, cáo buộc Kiev hủy thỏa thuận sau khi Moscow rút một phần lực lượng. Dự thảo thỏa thuận hòa bình mang tên Hiệp ước về quy chế trung lập vĩnh viễn và bảo đảm an ninh của Ukraine được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong cuộc gặp với các lãnh đạo châu Phi tại thành phố San Petersburg hôm 17 tháng 6. Tổng thống Putin cho biết trưởng phái đoàn Ukraine đề xuất xây dựng dự thảo trong cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 năm 2022. Phần nội dung được soạn và bổ sung trong những cuộc họp của quan chức hai nước sau đó. Đây là lần đầu tiên nội dung dự thảo được tiết lộ kể từ khi đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ. Dự thảo có 18 điều khoản đề cập tới tình trạng trung lập và quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các đảm bảo an ninh cho nước này khi xung đột kết thúc. Theo đó, Ukraine cam kết đưa trạng thái trung lập vĩnh viễn vào hiến pháp, trong khi Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus sẽ là những quốc gia đảm bảo an ninh cho nước này. Nga đề xuất Ukraine duy trì lực lượng vũ trang thường trực gồm 85.000 binh sĩ chính quy và 15.000 lính vệ binh quốc gia, cùng 324 xe tăng, 1.029 xe thiết giáp, 96 hệ thống pháo phản lực, 50 chiến đấu cơ và 52 máy bay phụ trợ. Trong khi đó, Kiev muốn sở hữu quân đội gồm 250.000 người, 800 xe tăng, 2.400 xe thiết giáp, 600 pháo phản lực, 74 chiến đấu cơ và 86 máy bay phụ trợ. Giới hạn các hệ thống tên lửa phòng không, pháo cối và vũ khí chống tăng cũng được đề cập trong thỏa thuận. Mọi thứ đều được đề cập, trưởng đoàn Ukraine còn ký nhái và dự thảo. Chữ ký của máy ở đây, sau khi chúng tôi rút quân khỏi khu vực Kiev như cam kết, chính quyền Ukraine đã ném dự thảo vào sọt rác. Họ từ bỏ tất cả, Tổng thống Nga cho hay. Ông Putin cho rằng hành động của Kiev gây mất lòng tin vào những thỏa thuận trong tương lai, nhưng khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine. Đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev đình trệ hoàn toàn hồi tháng 4 năm 2022, không lâu sau khi giới chức Ukraine cáo buộc binh sĩ Nga thảm sát dân thường ở thành phố Bucha gần thủ đô Kiev. Moscow cho rằng những hình ảnh về các thi thể là dàn dựng, cáo buộc Kiev đứng sau các hành động khiêu khích, thô bỉ và bất chấp đạo lý ở khu vực này. Trước khi đến Nga, phái đoàn châu Phi gồm tổng thống 4 nước, Nam Phi, Zambia, Comoros, Senegal cùng đại diện của lãnh đạo Cộng hòa Congo, Ai Cập và UNA đã thăm Ukraine hôm 16 tháng 6 trong nỗ lực hòa giải. Bản tin thứ tư, cháy phà chở 120 người ở Philippines. Phà chở 120 hành khách và thủy thủ đoàn bốc cháy ngoài khơi miền trung Philippines nhưng không gây thương vong. Cảnh sát biển Philippines cho biết phà MV Esperanza Star bốc cháy sáng nay khi di chuyển từ đảo Siwizor ở miền nam đến đảo Bohol gần đó. Có 65 hành khách và 55 thành viên thủy thủ đoàn có mặt trên phà vào thời điểm gặp nạn. Hình ảnh hiện trường cho thấy đám cháy lớn và cột khói đen bốc lên từ phần đuôi phà. Giới chức Philippines đã triển khai hai tàu cảnh sát biển tới ứng cứu, cho biết ngọn lửa được kiểm soát sau vài giờ. Toàn bộ 120 người trên phà được giải cứu an toàn, nhưng không rõ tình trạng sức khỏe. Nguyên nhân dẫn tới vụ cháy chưa được công bố. Philippines là quốc gia gồm hơn 7.600 hòn đảo. Tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra ở đây do bão, tàu thuyền được bảo trì kém, tình trạng quá tải và việc thực thi quy định an toàn không đồng bộ, đặc biệt ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. Như thường lệ thì bản tin thứ 5 trong series tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay cũng là bản tin thú vị và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để biết được thông tin chi tiết về bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào, thì chúng ta hãy bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Lính Ukraine kể về nỗi sợ khi điều khiển xe tăng Leopard. Lính Ukraine hiểu rằng xe tăng Leopard 2A6 luôn là mục tiêu ưu tiên của Nga, khiến một số người lo sợ, thậm chí dở vờ hỏng xe để tránh tham chiến. Sasha, trưởng xe Leopard 2A6 của Ukraine, đang tham chiến ở mặt trận Zaporizhia, nhanh chóng thừa nhận sức quân trên mẫu xe tăng hiện đại bậc nhất này là trải nghiệm đáng sợ với mọi binh sĩ. Chúng tôi luôn là mục tiêu hàng đầu của đối phương, quân nhân 55 tuổi nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 16 tháng 6. Tôi là người may mắn, tôi đã hai lần thoát chết khi chiến đấu trên xe tăng kể từ khi xung đột bùng phát. Misa, pháo thủ 25 tuổi, đồng đội của Sasha nói. Huzik,
lính nạp đạn 22 tuổi, thêm rằng nhiều đồng đội đã tìm cách để không phải ra trận, trong đó có giả vờ xe tăng Leopard 2A6 gặp trục trặc. Cả ba binh sĩ đều không trách móc những người muốn trốn tránh giao tranh. Vận may của tôi có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Nếu đối phương bắn trúng tháp pháo, cả kiếp xe trở thành cát bụi. Thà từ chối sức trận ngay từ đầu còn tốt hơn tháo chạy với trận đánh, Misa nói. Trong khi đó, Sasa cho rằng sợ hãi không phải vấn đề, vì nỗi sợ sẽ phai nhạt dần khi phát đạn đầu tiên khai hỏa. Điều quan trọng là phải tránh tình trạng hoảng loạn bằng mọi giá, ông nói. Kiếp xe Leopard 2A6 Urina đã quen thuộc với nỗi sợ khi đối đầu với lực lượng Nga. Họ nằm trong số những lính xe tăng dày dặn kinh nghiệm nhất của quân đội Urina, từng tham gia nỗ lực phòng thủ thất bại ở mặt trận Zaporizhia trong giai đoạn đầu xung đột. Sau đó là giành lại thành phố Kherson và bảo vệ các pháo đài tại Donetsk như Soleda, Bakhmut. Kiếp xe của Sasa đang tham gia những trận đánh lớn trong những dịch phản công được chờ đợi của Urina, góp mặt ở hướng quan trọng nhất là Zaporizhia. Quân đội Urina đã giành được một số ngôi làng ở khu vực tranh chấp giữa hai bên và đang tìm cách tiếp cận tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên của Nga. Đây sẽ là thử thách thực sự với quân nhân Urina khi phía Nga đã chuẩn bị phòng tuyến trong suốt nhiều tháng. Các binh sĩ Urina mô tả xe tăng Leopard 2A6 là một trong những khí tài hiệu quả nhất được Đức viện trợ, có khả năng cơ động cao và chống chịu được nhiều loại súng chống tăng vác vai của Nga. Hai trận đánh đầu tiên của kiếp xe Sansa sẽ diễn ra vào ban đêm. Họ nói rằng giao tranh rất ác liệt và lực lượng Nga có vị trí phòng thủ rất vững chắc. Đối phương không phải tay mơ, tân binh thường sẽ bỏ chạy khi thấy xe tăng Leopard khai quả, nhưng điều đó không diễn ra với những người bên kia chiến tuyến. Họ thực sự rất đáng gờm, Sansa nói lại. Vị trí của lính Nga được bảo vệ bởi bãi mìn dày đặc, khiến ít nhất 3 xe tăng Leopard cán phải mìn ngay trong ngày đầu tham chiến. Chiếc đầu tiên bị phá hủy hoàn toàn, xe thứ hai có thể tự sơ tán mà không cần trợ giúp. Xe tăng cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng binh sĩ Urina không thể cứu kéo vì vướng bãi mìn và bị một xe chiến đấu bộ binh M2 Rattlay chắn đường. Vẫn có những lúc chúng tôi để suy nghĩ đó lọt vào tâm trí, Misa nói và kể về một đồng đội ở đơn vị khác bị trúng đạn pháo khi đang ngồi nghỉ bên cạnh xe tăng Leopard, giống hệt anh lúc đó. Cảm ơn cả nhà đã xem video của kênh tin tức nóng Trần Lộc của mình nha. Và để ủng hộ kênh, các bạn hãy cho kênh một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng Trần Lộc hôm nay, thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì sẽ mong được càng nhiều người hơn nữa, cũng như nhiều bạn hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Và bây giờ thì tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin kế tiếp nè. Bye bye!